Mèo Ragdoll là mèo gì? Giá bao nhiêu tiền? Mua ở đâu uy tín? Mèo Ragdoll có thân hình phì nhiều hơn những người anh em của mình. Nhưng chúng lại ghi điểm tuyệt đối bởi bộ lông cực phẩm màu trắng vẩn nâu kem. Đó là chưa kể đến đôi mắt xanh lam đẹp mê hồn, tính cách hiền lành, độ trung thành hiếm có. 1. Đôi điều cần biết về mèo Ragdoll Mèo Ragdoll là giống mèo thuần chủng đến từ cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới, đất nước Hoa Kỳ. Thập niên 60 của thế kỷ trước, Mèo Ragdoll lần đầu tiên xuất hiện ở bang California của Mỹ bởi Ann Baker. Ragdoll là kết quả của sự lai tạo giữa mèo hoang, mèo ba tư, mèo Burman, bơm và mèo Siamese. Sau đó, bà Ann Baker tự mình lập và đăng ký thương hiệu mèo Ragdoll. Năm 1975, một vài người tách khỏi hiệp hội của bà để giúp loài thú cưng được công nhận chính thức và nhân giống ra toàn thế giới. Ngoại hình, mèo Ragdoll thuộc giống nuôi trong nhà có thân hình to lớn nhất. Trung bình, con đực khi trưởng thành có thể nặng từ 5,59 kg. Con cái trưởng thành thì có cân nặng thấp hơn chút, khoảng 3,57 kg. Tỷ lệ cơ thể rất cân đối, phần đầu tròn to, mõm hơi dài và nhọn, đôi tai mỏng dựng đứng. Điểm đặc biệt nhất là đôi mắt màu xanh dương của chúng, màu mắt xanh dương bóng thường được nhiều người tìm mua, giá thành cao hơn các màu thông thường. Cá biệt, có những con sở hữu đôi mắt tím và xanh ngọc hầu hết đều có phần ngấn mỡ ở dưới bụng nên bạn đừng nhầm lẫn với căn bệnh béo phì bộ lông dài rậm mềm mại che phủ kín toàn bộ cơ thể màu sắc rất đa dạng gồm màu trắng màu kem xanh xám sô cô la tính cách radon là dòng thú kiểng hội tụ đầy đủ những ưu điểm của loài mèo và pha chút đang yêu của loài chó tính cách nhẹ nhàng điềm tĩnh tình cảm đặc biệt rất trung thành với chủ nhân một trong những đặc điểm thường thấy khi nuôi mèo Ragdoll là luôn nũng nịu đòi chủ nhân ôm và vuốt ve. Nếu như những giống mèo cảnh khác thường nằm sẵn trên ghế sofa đợi người đến chơi đùa thì Ragdoll lại ngược lại. Chúng sẽ chủ động tiến lại gần và chào đón chủ nhân mỗi khi đi làm về. Với bản tính thông minh sẵn có, bạn hoàn toàn có thể huấn luyện mèo đi tìm đồ vật, bắt bóng như chó. Mèo Ragdoll không chỉ thân thiện với con người mà chúng còn sống rất chan hòa với những loài động vật khác. Dù sống trong môi trường khắc nghiệt thì cũng rất hiếm khi thấy giác đôn xung đột với các vật nuôi trong gia đình. Với bản tính hiền lành nhút nhát nên giống mèo này luôn rơi vào tầm ngắm của những kẻ chuyên câu trộm. Vì vậy, bạn tuyệt đối không nên rời mắt khỏi chúng dù là nửa phút. Sinh sản, loài vật này khá khó tính trong việc tìm đối tượng giao hoan. Ngay cả khi nuôi nhốt cặp được cái trong thời gian dài thì cũng chưa chắc đem lại kết quả như mong đợi. Vậy nên, nếu muốn mèo sinh sản, cách tốt nhất là cho chúng tiếp cận nhiều cá thể khác giới. Chỉ cần bắt gặp bạn tình vừa ý thì cơ hội kết đôi là rất cao. Thời gian thai kéo dài tầm 9 tuần và trong kỳ lâm bồn thường sinh 2 đến 3 con lứa. Mèo mẹ săn sóc con trong 3 đến 4 tuần đến khi con non cứng cáp mới từ bỏ thói quen này. 2. Hướng dẫn cách nuôi mèo ragdoll. Dòng thú cưng này dễ nuôi và rất biết nghe lời nên chỉ cần để ý đến chế độ dinh dưỡng, tình trạng sức khỏe và lộ trình chăm sóc lông. Thức ăn được biết đến là loài có kích thước lớn nên nhu cầu ăn uống của Ragdoll cũng cao hơn so với các giống mèo khác. Bên cạnh các loại thức ăn hạt khô thì bạn cũng nên tăng thêm các loại thức ăn thừa trong khẩu phần ăn như thịt bò, gà, cá. Nếu có thời gian, bạn có thể làm các loại pate từ nội tạng động vật để tăng nguồn dinh dưỡng cho mèo. Vì là loài ăn thịt nên bạn không cần phải cho chúng ăn quá nhiều cơm, điều này sẽ làm tăng nguy cơ béo phì, giảm tuổi thọ. Đồng thời, cũng cần thêm các loại vitamin từ rau, củ quả để cân bằng dưỡng chất. Chăm sóc lông Mèo Ragdoll có bộ siêu dày nên cần chải hai lần ngày để giữ được độ mềm và mượt. Khi đến mùa rụng lông thì nên dùng lược chuyên dụng để loại bỏ lớp lông cũ, kích thích mèo mọc lông mới. Khi tiết trời trở nên nóng bức vào mùa hè thì nên cạo bớt lông để làm mát cơ thể, tránh nguy cơ sốc nhiệt. Trung bình, nên tắm cho mèo một tháng lần bằng sữa tắm khử mùi để loại bỏ tế bào chết trên da và các vi khuẩn bám dính. 3. Mua Bán mèo Ragdoll ở đâu tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh? Dòng mèo này có giá không hề rẻ, lại cực hiếm gặp tại Việt Nam. Vậy nên, nếu bạn mua theo kiểu sang tay, không rõ nguồn gốc thì nguy cơ lựa phải hàng lởm là rất cao. Khi đó, sẽ phải bỏ ra một số tiền lớn chỉ để chuốc lấy sự bực mình. Vậy nên, lời khuyên dành cho bạn là hãy tìm đến những cơ sở phân phối pet cưng hoạt động lâu năm. Khi gửi gắm niềm tin tại những địa chỉ này, chất lượng vật nuôi sẽ được bảo đảm tuyệt đối luôn minh bạch về xuất xứ, thậm chí còn được tiêm phòng đầy đủ. Bên cạnh đó, bạn sẽ được chỉ dẫn tận tình cách chăm sóc cũng như cách phòng ngừa bệnh lý thường gặp. Đặc biệt là khi mua về, nếu có vấn đề phát sinh, đơn vị cung ứng sẽ hỗ trợ đổi trả nếu cần. 4. Mèo Ragdoll giá bao nhiêu tiền là rẻ nhất? Ragdoll là giống mèo tương đối lạ trên thị trường thú cảnh. Bởi vậy, rất ít trang nhận trại phối giống và nhập khẩu dòng mèo này về kinh doanh chính vì vậy, nếu muốn sở hữu bạn phải liên hệ và đặt cọc trước tại Việt Nam. Hầu hết các trại nhân giống tại Việt Nam đều chưa có kinh nghiệm trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết của Việt Nam cũng không phù hợp để chúng sinh sản. Giá bán thường cao ngang bằng với mức chi phí nhập từ Thái Lan. Chính vì lý do này, những người yêu mèo Ragdoll thường lựa chọn mua trực tiếp từ Thái Lan, Myanmar, các nước châu Âu để đảm bảo độ thuần chủng. Nhập từ Thái Lan. Mèo con Ragdoll được nhập từ Thái Lan thường có giá từ 12 đến 15 triệu đồng bé. Môi trường khí hậu của Thái Lan có nét tương đồng với Việt Nam nên sẽ dễ dàng hơn trong quá trình chăm sóc. Nhập từ châu Âu Dòng mèo Ragdoll từ phương Tây chủ yếu được nhập từ các nước Nga, Mỹ và các nước châu Âu. Trung bình, chi phí để mua sấp xỉ khoảng 20 triệu đồng bé đã được triệt sản, chỉ nuôi làm thú cưng. Nếu loại chưa triệt sản thì mức giá có thể lên đến trên 30 triệu đồng bé. Những bé mèo này được đăng ký đầy đủ giấy tờ, gia phả, chứng nhận về sức khỏe. Trên đây là toàn bộ thông tin về loài mèo ragdoll khổng mà Vương quốc loài vật muốn cung cấp tới quý vị. Mong rằng, sau khi đọc xong bài viết này các bạn sẽ có thêm thông tin về cách nuôi và chăm sóc.